À, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. À, kênh của em thì đầu tư hỗ trợ mình về chứng khoán. Thì hôm nay cuối tuần thì em cũng tranh thủ em làm một cái video phân tích về cái hành vi và tâm lý của nhà đầu tư và cái dấu hiệu nào để thị trường đạt đỉnh. À, thì đây là một cái kiến thức vô cùng quan trọng trong cái quá trình đầu tư của anh chị mình ha. Thì em hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được anh chị mình trong cái giai đoạn đầu tư sắp tới, bởi vì thị trường chung đang có những cái dấu hiệu chuẩn bị bước vào những cái pha mà chạy nước rút mạnh mẽ ha. Thì đây là cái cơ hội sinh lãi khá là tốt ấy, không không thường ấy, mà trong một con sóng ấy thì cái giai đoạn mà chạy nước rút là cái giai đoạn mà kiếm lời nhanh nhất và nhiều nhất. À, thì em cũng làm cái video em phân tích để anh chị mình đầu tư tốt hơn ha. Thì hiện tại này, trong cái giai đoạn tuần vừa rồi ấy, kể từ ngày 5 tháng 10 này, à, thì cái điều mà anh chị mình thấy là gì, thì em cũng làm nhiều trong những cái video đây, anh chị nào mà chưa xem ấy cũng có thể về xem lại những cái video này ha. Thì đây là những cái video mà em phân tích trong cái giai đoạn tuần rồi này, thì hầu như có một cái đặc điểm chung, đó chính là thị trường giao dịch với thanh khoản cực kỳ lớn ha. Thì những cái vùng này nó cho thấy gì, lượng hàng mua vào cũng lớn mà cái áp lực bán ra cũng nhiều. À, thì vô hình chung nó sẽ tạo thành những cái thanh khối lượng lớn như thế này này. Đây là những cái thanh khối lượng mà hớp lệnh ha. Còn hiện đây đây là cái dấu hiệu mà thị trường nó có một cái cái giai đoạn phân phối đầu tiên rồi ha. Thì không thường ấy, cái giai đoạn phân phối đầu tiên này này là cái dấu hiệu để thị trường chuẩn bị bước vào những cái pha mà chạy nước rút ha. Bởi vì phân phối này là nó các đỏ lá trên thị trường ấy, họ chưa thể nào mà họ phân phối được hết hàng đâu, họ cần một cái giai đoạn mà bước vào những cái pha mà chạy nước rút ấy, phân phối đỉnh ấy, thì đó thị trường mới rơi. Phiên thứ sáu này, phiên đóng tuần này là một phiên test cung cực kỳ đẹp luôn. À, đóng cửa vùng giá cao nhất này, khối lượng hấp này, đây là phiên test cung đạt về kỹ thuật ha. Thì đấy đấy là những cái dấu hiệu mà cái xác suất tuần sau thị trường sẽ bước vào những cái pha mà chạy mạnh mẽ và bứt phá ha. Thì trong một cái quá trình mà uptrend ấy thì nó có rất là nhiều những cái phiên phân phối. À, thì đây chỉ là một trong số những phiên phân phối thôi. Khi nào mà thị trường phân phối đỉnh thì nó mới rơi. À, anh chị phải lưu ý nha. Phân phối và phân phối đỉnh là hai cái khác nhau nha. Những cái giai đoạn phân phối như thế này ấy, thì nếu mà thị trường chung nó xấu ấy, anh chị sẽ ra những cái một vài nhịp điều chỉnh thôi. Điều chỉnh là tiếp tục tăng thôi. Khi nào mà phân phối đỉnh thì nó mới rơi đây. Em sẽ lấy lại một vài cái ví dụ trong quá khứ ha, để cho anh chị mình nắm bắt được những cái xu hướng nào và cái dấu hiệu nào để thị trường nó chuẩn bị bước vào cái giai đoạn mà chạy nước rút mạnh mẽ nhất. Thì đây này, đây anh chị thấy đây là một phiên phân phối này, à, khối lượng lớn này, đóng cửa giá hấp nhất này, đây là phiên phân phối của đội lái ha. Đó, sau phiên phân phối này là thị trường nó bước vào một cái pha chạy nước rút luôn. À, sau đó nó mới đạt đỉnh đây. Đây là một trong kỹ thuật VSA ấy, thì đây là một phiên uptrend 3 ha. Là dấu hiệu đóng cửa giá hấp nhất và đây là cái phiên mà nó cho thấy là đây là đỉnh này, tạo đỉnh này, thanh ba tạo đỉnh của thị trường. À, khi mà nó có phiên phân đối đầu tiên thì đây là cái dấu hiệu thị trường sẽ bước vào pha chạy nước rút và sau đó mới phân phối đỉnh và rơi. À, anh chị mình phải phân biệt ha. Hiện tại thị trường của chúng ta ấy vẫn đang trong cái vùng phân phối đầu tiên thôi và chuẩn bị cho những cái giai đoạn mà chạy nước rút mạnh mẽ phía sau ha. Thì những cái giai đoạn ấy mà nó chạy nước rút là cái cơ hội cho anh chị mình kiếm lãi khá là tốt này. À, còn cái tâm lý mà nào mà để thị trường nó bước vào pha chạy nước rút anh chị, tại vì hiện tại em có hay theo dõi trên các diễn đàn thì em thấy tâm lý nhà đầu tư mình hiện tại thì cũng đa phần là có lo sợ. À, khi mà tâm lý lo sợ ấy và đề phòng thì thị trường chưa thể nào đạt đỉnh được. Bây giờ anh chị mình lên khi nào mà anh chị mình lên diễn đàn ấy, mình thấy ai cũng hô hào lên này, các chuyên gia này, nhận định là thị trường tăng điểm này, thì khi đó ấy, tâm lý mình hưng phấn tột độ thì khi đó mới xảy ra đỉnh được. À, thị trường sinh ra trong ảm đạm, đi lên trong nghi ngờ và chết đi trong sự hưng phấn, lúc đó mới là sự đạt đỉnh. Còn hiện tại thì về cái tâm lý hành vi ấy, thì em thấy giai đoạn này vẫn là chưa đâu.
Em sẽ lấy một vài cái ví dụ trong quá khứ ha, để cho anh chị mình nắm bắt được thị trường có những cái phiên phân phối đầu tiên và sau đó sẽ bước vào pha chạy nước rút và mới rơi. Đây này, đây là những cái giai đoạn mà năm 2018 này. Đây là hai phiên, đây là những cái phiên phân phối này, đây là những phiên phân phối đầu tiên ha. Sau đó thị trường nó bước vào những nhịp chạy nước rút này, tăng điểm khá là mạnh mẽ là 22 điểm này. Đó, những phiên hưng phấn như thế này ấy, tăng điểm mạnh ấy, nó tạo được cái sự hưng phấn cho nhà đầu tư mình, và mã nào cũng xanh cả, khi đó thị trường nó mới rơi. Thì em cũng phân tích về những cái dữ liệu trong quá khứ thôi, thì anh chị mình biết ấy, cái quan trọng trong cái kỹ thuật phân tích ấy, đó chính là cái gì, đó chính là cái dữ liệu phân tích trong quá khứ ha. Thông thường thì cái quá trình nó thường lặp đi lặp lại với nhau à, và cái dấu hiệu nào và thị trường nó sẽ bước vào những cái pha chạy nước rút thì thông thường nó sẽ lặp đi lặp lại như thế. Đây, đây là một phiên Brexit này. Đó, đây cũng là một phiên phân phối của thị trường ha. Thì sau phiên phân phối thứ nhất ấy, nó mới bước vào những cái nhịp chạy nước rút này. Sau đó nó mới có những phiên phân phối đỉnh này và rơi trở lại ha. Đó, nó là như thế. Khi mà anh chị mình nắm bắt được những cái kỹ thuật như thế thì mình cũng sẽ khá là thuận lợi hơn trong cái quá trình đầu tư ha. Đây, đây cũng là những cái nhịp phân phối đầu tiên này, nó bước vào những pha chạy nước rút ha. Đó, những phiên này là những phiên mà anh chị mình khi mà mình chọn đúng dòng ấy, mở phiên là nó xanh như con Masan như đoạn vừa rồi ấy. Đó, thị trường nó sẽ hay phiên nó kéo các mã trụ và có vốn hóa lớn à, để nó neo giữ lại chỉ số. Những phiên này cổ phiếu chạy cực kỳ mạnh luôn và anh chị mình đạt hưng phấn cực kỳ tột độ. Đó, lúc đó là anh chị mình cứ mua mã nào cũng lãi cả, mình chốt lãi là mình chuyển sang mã kia mình mua vẫn lãi, bởi vì lúc đó mình nghĩ thị trường nó cực kỳ đơn giản luôn, chỉ biết mua là lãi, tâm lý hưng phấn thì lúc đó thị trường nó mới rơi. Đây, những quá trình rơi này đó à. Còn hiện tại thì mọi người chỉ nên chuẩn bị đi, và mình lên cái danh mục nào mà nó sẽ dẫn dắt thị trường ở cái giai đoạn tuần sau ha. Bởi vì cái xác suất mà em phân tích cái cổ phiếu ấy hiện tại vẫn đang còn trong cái giai đoạn tích lũy nền, cũng còn một vài mã à, thì xác suất cái mã này nó sẽ dẫn dắt thị trường. Bởi vì cái giai đoạn mà cổ phiếu chạy bứt tốc ấy, bứt tốc để phân phối ấy, à, là giai đoạn mà chạy mạnh nhất và nhanh nhất để về đích. Giai đoạn chạy cuối cùng để về đích thì phải chạy rất là nhanh và mạnh à, để thu hút được những cái lượng hàng tâm lý này, những nhà đầu tư anh chị mình này tham gia vào rất là nhiều, thì khi đó đội lái nó mới phân phối được nhiều hàng hơn à. Còn bây giờ ấy, ví dụ em ví dụ trên thị trường đội lái nó đang cầm 10 triệu cổ phiếu đi, cái giai đoạn này phân phối đầu tiên nó chỉ bán được khoảng 3 triệu thôi, thì nó còn cầm 7 triệu, thì nó cần cần phải có những nhịp kéo lên ở phía sau, kéo tăng, kéo lên càng cao thì tâm lý mình càng hưng phấn và mình mua vào, thì khi đó nó mới phân phối hết được những cái lượng hàng còn lại ha. Thì con sóng của VN Index ấy, em đánh giá hiện tại vẫn còn khá là mạnh mẽ ấy. Thì khả năng mà nó kéo dài tầm khoảng 2-3 tháng nữa là bình thường ha. Nên mọi người cũng không cần phải quá lo lắng về cái quá trình mà đạt đỉnh đâu. Hiện tại chỉ là những phiên mà phân phối xong rồi điều chỉnh xong rồi tiếp tục tăng thôi. Như phiên này này, đây này, điều chỉnh này, rồi tiếp tục tăng thôi. Nhưng mà điều quan trọng của anh chị mình ấy, mà những nhà đầu tư mà ngắn hạn ấy, là mình phải chọn lọc cổ phiếu để mình mua và mình thoát khỏi, không bị dính vào những cái nhịp điều chỉnh như thế này à. Những nhịp điều chỉnh như thế này thì tâm lý mình cũng khá là lo sợ ấy, cho nên cái điều quan trọng của anh chị mình là cũng phải tránh được những cái nhịp điều chỉnh nào. Thì em kỳ vọng VN Index đấy tuần sau nó cũng kéo lên những cái vùng 935 940 cho có những cái phiên điều chỉnh ngắn hạn nha. À, thì chị mình canh mình chốt lãi những vùng 935 nha 40 này thì đạt cái target của em. Đây là những cái vùng mà em kỳ vọng này. Đấy. Thì lên những vùng này là đạt target của em thì em sẽ chốt lãi và em theo dõi, quan sát theo dõi thị trường hơn ha. Khi nào mà thị trường có những cái nhịp điều chỉnh đó à,
thì em mới tham gia lại cổ phiếu. Tại vì những nhịp điều chỉnh như thế, nếu mà mình không cẩn thận thì mình cũng có thể thua lỗ ấy. 5-7% là bình thường anh chị. Vì thế mình phải chọn đúng dòng, đúng mã cổ phiếu nó dẫn dắt thị trường, vì thế đấy mình khả năng sinh lãi mình tốt hơn và mình chốt lãi được ở giai đoạn này và mình tránh được những nhịp điều chỉnh phía sau ha. Còn về cái xu hướng thị trường chung ấy, nó vẫn là cái một pha uptrend mạnh mẽ thôi, cực kỳ mạnh đấy, cho nên cái quá trình đạt đỉnh chưa đâu. À, thì em cũng phân tích sơ lược về cái hành vi của các nhà đầu tư như thế nào, và cái phân tích về cái kỹ thuật của thị trường như thế nào, và khi nào thì nó mới đạt đỉnh ha. À, thì anh chị mình xem, mình cũng nắm bắt. Còn tuần sau mà cái dòng mã cổ phiếu nào mà để mình chú ý ấy, để mình tham gia ấy, thì hiện tại em vừa phân tích qua một vài cái cổ phiếu thì em thấy nó đang có đạt về cái giai đoạn tích lũy ha, khá là tốt ấy, mà anh chị mình có thể theo dõi được. Đó chính là các dòng cổ phiếu về ngân hàng ha, nhưng mà vốn hóa nhà nước ấy, và các dòng cổ phiếu về của VinGroup ha. À, về ngân hàng thì Vietcombank này, Vietcombank thì hôm qua nó cũng ra một cái tin khá là hay về việc tăng vốn cho các cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là con Công Thương ấy, nó là một con đang cần tăng vốn để đạt về cái chuẩn Basel 2 ha. Và trong năm nay thì khả năng dự kiến là trong năm nay thì Công Thương và Vietcombank cũng sẽ có những cái giai đoạn mà nó chi cổ tức để nó tăng vốn. Về về kênh xu hướng thì em cũng phân tích nhiều rồi. Vietcombank nó đang trong một cái đạt về cái mô hình vai đầu vai ngược này, vai trái này, đầu này, và hiện tại nó đang trong quá trình tích lũy bên nền vai phải ha. Này, đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng để anh chị mình nắm bắt được cái cổ phiếu này, là những cái giai đoạn mà nó kiệt về khối lượng này, khối lượng hấp dần này, tích lũy khối lượng hấp dần, kiệt về cung. À, là những cái cổ phiếu mà anh chị mình nên quan tâm. Đây là những cái kỹ thuật và các mô hình mà em hay đánh ha. Đây là cái mô hình mà em hay giải ngân này. Thì thứ hai thì công việc công băng này em đánh giá cực kỳ cao, nó sẽ dẫn dắt thị trường ấy. Anh chị nào mà có hàng mình tiếp tục nắm giữ ha. Còn ai chưa tham gia được công việc công băng ấy, thì mình cũng thể mình theo dõi và mình giải ngân thăm dò 30% tại những cái vùng giá tại nền này. À, khi mà cổ phiếu nó bứt phá thì mình gia tăng thêm hàng ha. Còn ai mà muốn tìm được những cái điểm mua chi tiết này, những cái vùng nào mà nên chốt lãi này, thì có thể inbox em hoặc tham gia vào cái room hệ thống nhóm khách hàng VIP không chat này, thì em sẽ đưa những cái lệnh mua bán cổ phiếu nó chi tiết hơn ở trong cái room này ha. Đây là con mà anh chị mình nên chú ý nha. Hiện tại nó cũng đã đạt về độ tích lũy rồi này, và có những cái yếu tố kiệt về khối lượng là khá là tốt ấy. Con thứ hai nha, thì cũng cũng là con mà em cũng hay nhắc trong những video tuần trước, thì nó cũng tương tự như con Vietcombank thôi, thì BID thì nó cũng có đạt về những cái kỹ thuật mô hình vai đầu vai này. À, nhưng mà có một điều mà con BID này nó không đẹp bằng con Vietcombank, thì đó chính là hiện tại đang tích lũy, nhưng mà nó tích lũy có những cái nhịp nó hướng xuống. À, tích lũy nền giá hướng xuống thì nó không đẹp lắm. Về cái khối lượng thì vùng này nó cũng chưa kiệt hẳn, à, khối lượng còn hơi lớn, cho nên anh chị mình chú ý BID ha. Dành cho những anh chị nào mà mình chưa giải ngân được Vietcombank ấy, thì mình cũng theo dõi BID cũng được, mình canh những cái nhịp tại nền này, giải ngân trước 30% vốn. À, cái cách đi vốn trong đầu tư cực kỳ quan trọng nha anh chị, nó sẽ tối ưu được lợi nhuận nhưng mà nó hạn chế được rủi ro cho mình. À, bởi vì những cái nhịp mà mình giải ngân tại nền này 30% ấy, dòng tiền nó chưa đổ vào ấy, mà khi mà đó mà mình mua quá nhiều cổ phiếu đi, mình mua all in luôn ở giai đoạn tại nền, thì mình sẽ chờ rất là lâu để thị trường nó đổ tiền vào, nó đánh những cổ phiếu này lên. À, khi đó mình sẽ mất đi những cái chi phí cơ hội, và mình đợi khá lâu thì mình cũng hơi chán nản đúng không chị? À, những trường hợp xấu ấy, khi nó còn đánh vào cái mô hình gãy nền vũ nữa, còn hiện tại thì chưa đâu. Con thứ hai là con Vinhome, thì hiện tại dòng Vin nó cũng đang đạt về những cái độ tích lũy này này. Vinhome những lần tích lũy của nó khá là tốt ấy. Thông thường những cái nền tích lũy dài như thế này, những nhịp phía sau nó đánh lên khả năng sinh lãi khoảng 20-30% là bình thường ha. Yếu tố về khối lượng nó cũng đã kiệt rồi này. À,
Hiện tại cái nền tích lũy của nó đang dần nó hướng lên này, và nó tạo đáy ngắn ở quanh vùng giá 75 ha. Những con vốn hóa lớn như thế này khi mà dòng tiền nó đổ vào nó đánh thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến chỉ số thị trường chung ha. À con tiếp theo chính là con VGE ha. Đây. Thì VGE nó liên tục nó có những phiên nó test lại những vùng hỗ trợ của nó này. Đây là những vùng hỗ trợ phía dưới của nó ha. À, và có những phiên test thành công. Và nó có một cái phiên thứ sáu là một phiên gút chân ha, khá đẹp đấy. Đóng cửa vùng giá gần như là cao nhất phiên ha. Thì VGE nó trong một cái xu hướng sideways khá là lâu rồi đấy. Và cái nền những khi mà đứt khoét từ những cái vùng 29.5 này, 29.3, 9.5 thì nó chạy bứt phá rất là mạnh ấy. Nó sẽ lên lại những cái vùng kháng cự trước là những vùng 34, 35 là bình thường. Thì ai mà quan tâm VGE hoặc là cổ phiếu VGE thì mình cứ tiếp tục mình nắm giữ thôi. Phiên thứ sáu là phiên test lại đáy thành công này và nó tạo đáy ngắn ở vùng 26.5 luôn rồi. Tuần sau thì thị trường nó cũng sẽ hay phiên trụ để nó kéo thôi. Như tuần trước ấy, ai mà có theo dõi những cái video trước ấy thì mình cũng nắm bắt được cổ phiếu nào đã dẫn dắt thị trường ở tuần rồi ha. Như là con Masan này. Masan thì hiện tại nó đang trong một pha chạy bứt tốc rồi. BNG này, BNG thì em cũng phân tích ha. Thì nó cũng đã vào những cái nhịp mà nó dẫn dắt thị trường ở trong một vài phiên tuần rồi. Thì tuần sau thì em kỳ vọng bốn mã mà em vừa phân tích ấy, nó sẽ hay phiên nhau để nó dẫn dắt thị trường ở phía sau ha. Để cho thị trường bước vào những cái giai đoạn mà chỉ nó rút mạnh mẽ. À, đây hôm nay em cũng nói sơ về con Masan này đây. Thì thông thường ấy, cái cổ phiếu mà nó đạt về độ tích lũy ấy, à, đây là những cái giai đoạn tích lũy của cổ phiếu này. Thì khi mà tự lái nó đổ tiền vào nó đánh ấy, thì những cái giai đoạn về phía sau nó sẽ chạy cực kỳ mạnh. Đây là những cái giai đoạn mà gọi là chạy nước rút cổ phiếu luôn ấy. À. Cho nên thì hiện tại những cổ phiếu nó đạt về cái mô hình tích lũy á, thì anh chị mình nên theo dõi để mình giải ngân. Ai mà chưa đánh được Masan giai đoạn này này thì mình canh những cổ phiếu mà em vừa kiến nghị, mình canh mình giải ngân 30% trước ha. À, còn về thị trường chung thì em cũng tóm tắt lại ngắn gọn này, thì tuần sau sẽ tiếp tục là những cái nhịp mà tăng giá của thị trường ha. Thì những mã mà có cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, sẽ dẫn dắt thị trường. Hiện tại thị trường chỉ mới có giai đoạn, đây là giai đoạn tích lũy số 1 thôi. Rồi giai đoạn phân phối thôi, giai đoạn phân phối số 1 là giai đoạn phân phối đầu tiên thôi. À, vì sao cái dấu hiệu mà để thị trường chạy bứt tốc ấy thì nó cần phải có những cái nhịp phân phối đầu tiên như thế này để nó gũ bỏ bớt lượng nhà đầu tư tham gia, và sau đó nó mới vào những cái nhịp chạy nước rút phân phối đỉnh và mới rơi. Hiện tại thì ai có hàng thì mình cứ yên tâm nắm giữ thôi, không có gì mà quá lo lắng đâu. À, thì em cũng cảm ơn hôm nay em làm cái video đến đây, thì em cảm ơn các anh chị mình đã theo dõi ha. Chúc anh chị mình cuối tuần vui vẻ.